xin mời quý đồng đạo nghe lời chia sẻ có tường ba câu của hồng quang nói nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật con kính kính lễ đạo tràng và chân trọng kính chào toàn thể chư quý đồng đạo kính mến à, qua tất cả đồng đạo chúng ta cũng đã nghe được lời trần tình rất là hay với quý đồng đạo và rất là ngọt rõ nghĩa để cho tất cả chư quý đồng đạo chúng ta hiểu được lời của đức thầy chỉ nói một câu hoặc hai câu hoặc bốn câu hoặc sáu câu hay tám câu mà tất cả chi quý đồng đạo chúng ta có thể bàn từ đây cho suốt cuộc đời của mình à, cho nên không làm sao mà mình có thể là hiểu đạt ý đạt tình trong những câu giảng mà đức thầy đã gửi gắm để cho tất cả chi quý đồng đạo chúng ta xem đó là những cái pháp bảo rất là nhiệm màu những bài học trạch pháp để chúng ta có thể là áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta trở thành những con người trí chân trí mỹ và trí thiện thưa quý đồng đạo thì thưa quý vị à, đây cũng là cái đề thứ hai mà đề này thật ra thì thưa quý đồng đạo chỉ hai chữ sám hối thôi thì chúng ta cũng thấy làm được một cái đề tài để chúng ta trao đổi khoảng một tiếng hay hoặc một tiếng rưỡi đồng hồ thì nó mới hết cái nghĩa này thưa quý vị nhưng mà hôm nay thì chú hồng quang cũng là một vị thiện trí thức và chú cũng rất là năng nổ mặc dù lớn tuổi rồi nhưng mà cũng vẫn tham gia chương trình rất là điều điều trừ ra những lúc chú đi câu chuyện hay hoặc là cơ thể nó mệt mỏi thì chú mới ngơi nghỉ chốc lát quý vị thì chú lại hỏi bốn câu trong quyển giác mê tâm kệ thì chúng ta tiết kiệm thời gian này khỏi xuất xứ ha tất cả chư quý đồng đạo chúng ta cũng đã hiểu hết rồi thưa quý vị thì các tường cũng xin được chia sẻ theo cái ý mình cuộc sám hối vô chùa thường thấy làm gian lừa biết mấy nhiêu lần thấy dương gian lường gạt thánh thần mà chua sót cho đời quân hạ chữ tự hối nào ai có lạ là ăn năn cải sửa tâm lành phật chẳng qua dụng chữ tính thành chứ chẳng dụng hương đăng trà quả thưa quý đồng đạo một chữ sám hối thôi mà buổi nhỏ cũng đã trao đổi với quý vị đó là khái niệm của chữ ăn năn bây giờ lại là tới tám uh, câu hả quý vị à, thì uh, thưa quý vị cuộc sám hối vô chùa thường thấy thì uh, quý đồng đạo chúng ta ai cũng hiểu rằng con người sống trong thế gian này mỗi khi mà chúng ta đó à, khi sống mà chúng ta, ta, ta tạo nhân đó, thì chúng ta không có sợ quý vị nhưng mà khi đến cái quả nó đến thì thưa quý đồng đạo gặp những cái cảnh khổ đó rồi có con người hay sợ lắm Lúc đó là khủng hoảng mình không biết là phải dựa vào đâu Cho nên á à, phải đến chùa để cầu đảo Đức Phật thưa quý đồng đạo Mà người ta không hiểu rằng cái chân lý của đạo Phật là một chân lý Phải sống theo cái đức thước đo nhân quả thưa quý vị Đức Thầy cũng đã từng dạy chúng ta đó trước khi làm điều gì À dù là việc đời hay việc đạo đó chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ càng đừng làm chuyện ngông cuồng vô ý thức một đừng ý lại vào kẻ mạnh hai đừng ý sự binh vực của kẻ khác của thần thánh ba đừng ý vào sự cứu à, ba hai là đừng ý vào sự cứu giới của thần thánh ba là đừng ý vào sự binh vực của thầy mình mà luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến câu nhân quả của Phật dạy nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà toàn thiện vậy cho nên quý vị biết đó, bồ tát thì sợ nhân nhưng mà chúng sanh nó thì sợ quả phải không quý đồng đạo nói câu này nghe vắng quá chúng ta không biết cái ý nó như thế nào nhưng mà thật sự ra bồ tát á là các ngài đã có cái cặp mắt phát nhãn rồi à và đặc biệt là cái cặp mắt huệ nhãn rồi cho nên đức phật à bồ tát nhìn tường tận mọi sự việc à mà nó đến hay nó đi đều do cái nhân quả cho nên do đó đó mà bồ tát rất là sợ nhân tức là bồ tát không tạo ra cái nhân gì xấu ác để phải rồi nhận lấy cái quả xấu ác thưa quý đồng đạo cho nên bồ tát sợ nhân là như vậy còn chúng sanh là sợ quả chúng sanh nó thì sợ quả khổ đến cho nên nó chúng sanh thường hay là có những lúc là thập thởm lo âu có những lúc là tâm ưu lự không yên nhưng mà chúng sanh đâu có sợ nhân đâu phải không quý vị cứ tạo ra những cái nhân xấu À, cứ tạo ra cái nhân tranh đấu hơn thua ganh ghét hờn mà không nghĩ rằng cái nhân mà chúng ta tạo ra những cái nghiệp xấu đó cái kết quả nó đem đến đó, là chúng ta phải chấp nhận à, những cái tội khổ những cái hoàn cảnh rất là khổ bởi do đâu bởi vì theo lực nhân quả hễ chúng ta gieo hột ớt thì chúng ta hưởng lấy hưởng lấy cái quả ớt mà chúng ta gieo hột cam thì tưởng lấy cái, cái quả cam cho nên do đó thưa quý đồng đạo đây chính là cái trạng thái của người đời mà đức thầy đã dùng cái cặp mắt Phật, à, đức thầy đã dùng nhãn quan à, đức phật thấy rõ được cái tâm sự của con người trong cái cõi thế gian này à, mỗi khi sống ở ngoài đời thì đua chen phải không quý vị tất bật hơn thua đó tranh đấu tối ngày nhưng mà cuối cùng rồi quý gì à gặp được cái hoàn cảnh khổ rồi đó thì người ta phải đi đâu à, cuối cùng rồi đó người ta lực bất tòng tâm rồi À, không thể mà quá giải được những cái gì khó nó đem đến thì thưa quý đồng đạo thường hay đi chùa mà đi chùa để làm gì quý vị bước vào chùa thấy phật thì lại dài nhưng mà lui khỏi cửa thì ra tay cấu xé thưa quý đồng đạo cho nên chỉ cái đời ngoạ hạ quân này đó con người đó không có cái lòng chân thật quý đồng đạo à hạ quân lòng dạ đổi dời bây giờ khổ não đến đời là đây nếu mà chúng ta nghe lại lời trần tình của Đức Thầy, đó chúng ta thấy con người Hạ Vân, cái tâm địa nó xấu ác, lòng người rất là tráo trở, phải không quý đồng đạo? Chúng sanh ngang ngược làm liều ngọc hoàng, ngài muốn xử tiêu cho rồi, thứ quý đồng đạo. Cho nên qua đây mình mới thấy được, à, thì dạ lòng người ở trong cái cõi đời này đó quý già luôn tạo ra những à, cái nhân rất là xấu ác, cho nên phải chấp nhận cái quả xấu. Nhưng mà cuối cùng đó người ta muốn cho cái quả đó ra đi Người ta phải làm gì đấy quý vị Người ta chỉ nhờ là nhờ vào Đức Phật Người ta nghĩ rằng Đức Phật có một cái quyền năng Đức Phật có một cái thần lực Đức Phật sẽ quá giải hết khổ đau của chúng sanh Theo cái lời nguyện của Ngài Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng những cái người nào đó Mà làm ăn chân thật, hiền lành đúng theo giáo lý của Ngài Thì Ngài sẽ hướng dẫn và ủng hộ Còn những người mà làm ăn đó À, gian lừa nè xảo trá nè không chân thật không đúng theo giáo lý Ngài thì Ngài đâu bao giờ mà phải là độ cho họ đâu. Cho nên qua đó đó mà người ta hiểu lầm. Rồi từ đó thưa quý đồng đạo, người ta mới người ta mới bước vào chùa để người ta xin với Đức Phật. Cho nên người ta mới xin với Đức Phật thì Đức Phật nói là cuộc sám hối vô chùa thường thấy. Tức là ai cũng ai cũng đến ai cũng đến mà chùa đó là để dân hương lễ Phật rồi lúc đó nó mới xin cầu đảo là chữ sám hối thì thưa quý đồng đạo chúng ta ai cũng biết rồi quý vị à, à chữ sám hối tức là sám giả sám kỳ tiền khiên hối giả hối kỳ hậu quá có nghĩa là sám giả sám tị tiền khiên tức là cái người đó đó là họ đã ăn năn họ đã hối hận những cái lỗi lầm mà mình đã tạo từ trước bây giờ đó họ sám hối à tức là hối giả hối kỳ tiền khiên sám giả sám kỳ tiền khiên hối giả hối kỳ hậu quá tức là họ hối hận và họ nguyện đó từ sau nữa đó họ sẽ cố gắng họ làm tốt mà họ không phải vi phạm nữa cho nên cái sự sám hối thì thưa quý đồng đạo phản ngữ dịch là samaya à, phiên âm gọi là sám ma hay dịch là hối quá đó quý vị cho nên chúng ta thấy sám hối tức là ăn năn cải sửa những cái tội lỗi mà chúng ta làm vừa qua và sắp tới chúng ta cố gắng phải làm sao để chúng ta giữ gìn để đừng cho nó vi phạm nữa thì thưa quý vị sám hối nó có ba cái cách để chúng ta sám hối thứ nhất là tác pháp tác pháp sám hối phải không quý đồng đạo là chúng ta đó hàng ngày đó đến tam bảo đó chúng ta tố trần mọi tội lỗi của mình rồi từ đó về sau đó những sinh hoạt của thân khẩu ý đều theo cái quy lực chân chánh mà thi hành tức là sám hối như thế gọi là diệt trừ những cái tội sám hối hơn với đồng đạo. Thứ hai nữa đó là thủ tướng sám hối, tức là từ cái chỗ mà tâm tư của chúng ta đã đi vào trong an định rồi, chúng ta cố gắng nhiếp tâm trở về với chân lý rồi, tức là chúng ta khởi ra một cái tư tưởng là chúng ta đã hối hận đã ăn năn những cái tội lỗi từ vô lượng kiếp, quá khứ, hiện tại hay vị lai. Đó mà chúng ta luôn lúc nào cũng tỏ ra cái lòng trí thành trí thật thì thưa quý vị sám hối như vậy thì người ta thường gọi là thủ tướng sám hối còn cái cách thứ ba đó là vô sanh sám hối tức là chúng ta cứ ngồi ngay thẳng trong cái tư thế thiền định đó thưa quý đồng đạo để làm chi vậy để chúng ta được nhất tâm chánh niệm để quán sát lại cái lý vô sanh bất diệt của tử tánh sám như vậy người ta gọi là diệt trừ vô minh trướng ngại tức là diệt trừ những cái nhân xấu thưa quý đồng đạo cho nên trong pháp bửu đàn kinh thì đức lục tổ ngài cũng thường dạy chúng ta là ngó trong tâm gốc lỗi trừ thanh tự mình phải chân thành sám hối phép sám hối đại thừa lãnh hội cải tà quy chánh tội không sanh học đạo thường xem tánh tịnh thanh tức cùng phật cũng đồng nhất loại thưa quý đồng đạo cho nên ba cái phương tiện đó tức là ba cái pháp mà chúng ta sám hối đó thì nó tùy theo cái cơ duyên trình độ của mỗi người của mỗi hành giả mà chúng ta cố gắng làm để chúng ta đạt được cái kết quả ngược lại nếu như người phạm lỗi mà không biết tự hối ăn năn thì thưa quý vị các tội trạng á dù cho trải qua muôn kiếp cũng không do đâu mà tiêu diệt nổi cho nên do đó mà chúng ta khi sám hối đó tức là phải thật lòng còn ở đây đó, đức thầy cho biết là cuộc sám hối vô chùa thường thấy Tức là người ta đến với cái hình thức là sám hối mà không phải là thật tâm sám hối thưa quý đồng đạo. Cho nên bước vào chùa khi mà chúng ta thấy Phật rồi đó thì người ta lại tam tông dông mạng thưa quý vị. Lại kêu bằng ngăn, <laughs> dập đầu cầu Phật một cách rất là thương tâm. Nhưng mà cuối cùng rồi quý đồng đạo à, bước ra khỏi chùa rồi đó thì mặc sức ra tay cấu xé quý vị. Săn tay áo rồi đó, dán ống quần lên, hãy ai nói gì một câu đó là không thể nhịn được. À, mà cái cảnh trạng này đó thì thì ông ba cũng cảm đã từng từng tiết lộ cho chúng ta biết quý vị à? à à ông nói đến chùa nói chuyện lập lờ chuyện chồng chuyện vợ mà lưu mờ đạo tâm phải không quý đồng đạo à, cho nên mình mới thấy ông nói rằng á à, à, suốt năm mà chẳng biết niệm phật trời một câu chửi lộn thì chửi cho lâu phải không quý đồng đạo thì cái đó là cái mà do chúng ta sống đua đòi theo à những cái người hung dữ tánh nết liền liền bị ô nhiễm những sự xấu xa hèn kém nó trở nên độc ác dữ dằn cho nên bây giờ người ta chứng nào vẫn tực nấy à tuy là sám hối ở ngoài cửa miệng tuy là đến chùa gặp phật rồi đó thì người ta sợ lắm người ta sợ đến quay thần của đức phật nhưng mà cuối cùng rồi đó quý vị à khi khuất phật rồi đó thì người ta không có sợ là gì trơn Đến chùa người ta lại đó là để người ta sám hối người ta lại vậy đó 108 lại để người ta mong muốn rằng ta trừ hết những cái tội nghiệp của người ta đã gây ra. Nhưng mà cuối cùng rồi đó quý vị à lại đó để cho có chứng vậy đó trong cái lúc đó đó. Chứ còn trở về sau đó thì thưa quý vị à chứng nào vẫn tật nấy. Người ta thường nói một câu đó quý vị à gian sang dễ đổi mà bản tánh khó dời phải không quý vị? Cho nên Đức Thầy mới nói là cuộc sám hối vô chùa thường thấy nhưng mà thường thấy làm điều gì đây làm gian lừa biết mấy nhiêu lần phải không quý vị à cho nên sám hối gian lừa là chỉ cho cái hạng người mà có lỗi điều chi rồi đó họ cũng đến trước bằng phật để âm thầm tỏ bại việc quấy của mình đọc tụng một vài lời kinh hay hoặc là lại lục thì sau khi đó họ cũng tự cho rằng lỗi trước đã hết và vẫn tiếp tục gây thêm cái lỗi sau nữa thưa quý đồng đạo cho nên cuộc sám hối vô chùa thường thấy nhưng mà làm gian lừa à, biết mấy nhiêu lần thưa quý đồng đạo làm gian lừa này thì thôi gian lừa xảo nguyệt điêu ngoa giả dối nó là một phe với nhau đó quý vị à, là con đẻ của vô minh đó. cho nên chân lý là chân thật phải không quý vị làm chân chánh là tiên là phật mà làm gian ác là quỷ là ma cho nên đức thầy cũng đã bảo cho chúng ta biết rằng làm gian lừa biết mấy nhiêu lần tức là hồi đó tới giờ đó mình đã làm gian xảo mưu mô xảo quyệt à, tiếng chào mừng cửa miệng làm màu chứ trong tâm em phật được lúc đầu hôm chứ đêm khuya muốn giật nội cơm của người quý vị à ngoài miệng thì điểm đam mô chứ trong lòng sẵn chứa một bộ dao găm cho nên qua đó đó mà đức phật đã nhìn thấu được cái tâm niệm của chúng sanh đó, cho nên đức thầy mới nói cho chúng ta biết được cái điều này nè quý vị à cho nên chữ tự hối nào ai có lạ là ăn năng cải sửa thâm lành à. cho nên đức thầy dạy chúng ta đó là phải thật sự trở về với cái cái ăn năng à, ăn năn đó là vô sanh pháp ăn năng đó thưa quý đồng đạo thì cái ăn năng đó mới thật sự là chúng ta đã biết được cái lỗi lầm của mình từ trước biết được những cái việc làm của mình không tốt để rồi từ sau này đó chúng ta tỏ ra có một cái tấm lòng rất là chân thành với đạo phật cho nên cuộc sám hối vô chùa thượng thấy làm gian lừa biết mấy nhiêu lần thấy dương gian lường gạt thánh thần mà chua sót cho đời ngân hạ thấy dương gian là ai là thấy cái con người ở trong kiếp sống này quý vị lường gạt thánh thần là sao đây lường gạt nó có nhiều lần lường gạt phải không quý đồng đạo thí dụ như bây giờ đến chùa rồi đó người ta đem đến một nải chuối hay hoặc là người ta người ta đem đến cái lễ vật mà nó nặng hơn chút nữa quý đồng đạo nào là chè xôi rồi nào là người ta sát vật trâu heo à, gà vịt để người ta cúng tế phải không quý vị à, khi mà người ta cúng tế vậy đó tưởng rằng đó ta ăn năn hối cải quý đồng đạo à mà nào ngờ đó trong cái cách ăn năn hối cải đó người ta không có biết rằng ở trong cái cõi đời này chúng ta tạo tác ra được tiền bạc nó tạo tác ra được của cải thì trong đó đó cái nghiệp của chúng ta đó à tức là chúng ta đã tạo ra được bao nhiêu cái nhân xấu rồi để cuối cùng chính vì cái mà chúng ta làm giàu cho bản thân như buôn rượu đầu cơ bán thuốc phiện nào là nuôi điếm hay hoặc cho dai cắt cổ đó làm những cái nghề bất chánh rồi làm những cái 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 thủ đoạn là gian xảo lường gạt tất cả mọi người đó để có tiền làm giàu cho chính mình thì thưa quý đồng đạo chính cái nhân xấu đó, đó mà người ta không biết là mình kiếm đồng tiền trên sương máu mồ hôi nước mắt của con người nhưng mà khi người ta muốn đạt được cái lợi hơn nữa quý đồng đạo à Người ta đem đến chùa, người ta cúng con nải chuối Mà người ta giái tam tông dông mạng luôn thứ quý vị Nam mô a di đà Phật Hôm nay con có nải chuối Con đến đây con xin cúng đất nước ông bà à, Rồi thần hoàng bổn cảnh ở đây Rồi Phật tổ, Phật thầy, các ngài về gia hộ nghe Cho về đây chứng giám cho lòng của con Con cúng nải chuối này các ngài về để thọ hưởng rồi sau đó các ngài độ cho gia đình con được mạnh khỏe à, rồi việc lành đem tới việc giữ tống đi tay qua nạn khỏi đó, à, rồi mua mai bán đắt mua cắt bán đồng mua lòng vòng bán hết <laughs> quý đồng đạo cái đó là mình phải gian dối thôi quý vị à, thấy dương gian lường gạt thánh thần là ở chỗ đó đó quý đồng đạo à. à. tức là mình làm những cái gì đó mà nó không có thật lòng tức là lường gạt phải không quý vị à để gạt người làm thế cho mình cho nên ở đây đó thưa quý đồng đạo Đem con nảy chuối à Mà giái đủ thứ hết Nào là trừ đi cái nghiệp nợ từ vô khỉ tới bây giờ đó, Rồi nào là đây sắp tới đó là độ cho con làm ăn được ra Muôn cắt mà bán đồng mua lòng vòng bán hết thưa quý đồng đạo Thì cái đó là mình mình dối gạt lắm Phải không quý đồng đạo À mình dối gạt vô cùng Cho nên do đó đó mà có nhiều khi á Đức Thầy dạy cho chúng ta hãy trở lại với chánh tính á Thì trong cái um, tám điều răng cấm á thưa quý đồng đạo điều thứ năm và điều thứ sáu nó đã nói lên được, những cái việc làm của chúng sanh trong thế gian này nào là sát giết trâu heo nào là giết thú vật để cúng tế thần thánh rồi nào là đốt giấy tiền vàng bạc xá phướng lầu kho nhưng mà nào ngờ đó là những cái trò, mị bài không phải không quý đồng đạo đức thầy đã cho biết rồi quý vị quải đơm cúng tế lễ xưa nay sát vật trâu heo đứa mị bài kẻ mất cho ăn si khó hiểu người còn gạt à, người còn kẻ mắt cho ăn suy khó hiểu người còn bạc đãi lạ lùng thay cho nên mình mới thấy được cái đó là chính cái lòng mà chúng ta gian lừa à, chúng ta gian xảo chúng ta dối mị tức là không có thật lòng cho nên đức thầy nói thấy dương gian lường gạt thánh thần sáng nay cầm cái nhang vô mình mình nguyện nha. À nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh giữ quy y theo mấy ngày tu hiền theo phật đạo nhưng mà mình dái vậy cho có lệ quý vị ạ à? mình hiểu rằng đó nhà mình nó cất lên đó mình phải thờ cúng cho nó ấm cúng vậy có phật á thì ma nó không đến có phật á thì nhà mình được yên ổn nhưng mà thật sự để mình cải hối ăn năng mà trở về với chân lý đó thì được bao nhiêu người thưa quý vị cho nên á chiều thì cứ ăn năn sám hối sáng thì cái nguyện sám hối ăn năn nhưng mà buông ra rồi đó thì lăn xăng diệt đời thưa quý đồng đạo tu thì không chịu tu mà hơn thua từ ly từ chút vậy đó thưa quý vị cho nên đó có phải là gạt lường không quý đồng đạo hứa quy y à, quy y con sẽ làm theo lời của các ngài chỉ dạy quy y theo mấy ngày nó tu hành theo phật đạo nhưng mà theo phật đạo tức là theo con đường chân chánh làm hiền lệnh hơn tụng hơ hà hãy tưởng phật hay hơn ó ré vậy đó mà người ta có làm theo đúng đâu thưa quý vị cho nên thấy dương gian lường gạt thánh thần tức là cái lòng của thế gian nè à, hay thay đen đổi trắng đó quý vị à dương trần à, thường bạc như vôi mà thưa quý đồng đạo cho nên đời hạ quân đó thì đức thầy cho biết rồi quý vị hạ quân lòng dạ đổi dời cho nên do cái mà nhân xấu đó phải chịu chấp nhận cái quả xấu là khổ đau đó thưa quý đồng đạo cho nên qua đây đức thầy nói là thấy À, à, làm gian lừa biết mấy nhiêu lần thấy dương gian lường gạt thánh thần mà chua sót cho đời ngôn hạ đức thầy thấy rồi đó thưa quý đồng đạo đức thầy không nỡ ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề tức là đức thầy xót lòng là thầy cảm thấy rằng trong lòng nó khao khát nó mong muốn rằng phải làm sao đó xuống đây để nói cho chúng sanh hiểu được à phải trở về cho con đường chân lý mà đừng có tạo ra những cái nhân xấu đó nữa hãy cố gắng phấn đấu tốt và hãy trở thành những cái con người mà sống chân thật mong bổn đạo tánh tình chân chất rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau nếu có như vậy thì thưa quý đồng đạo à, đức thầy cho biết là làm phật nhi phải được lòng thành thì mới được giảng sanh cực lạc đó chính là chúng ta đã thật tâm sám hối rồi đó quý vị việc đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa tư tưởng tìm cách đánh đuổi tư tưởng xấu xa đem thay vào đó như là những tư tưởng ôn quà đạo đức thì cái người đó mới thật lòng sám hối thưa quý đồng đạo. Cho nên phép sám hối ở đây tức là chúng ta cải sửa lại những cái gì mà nó xấu xa, những cái gì mà nó là cái nhân ác đó chúng ta hãy ngừng ngay nó đi. Dứt trừ nó đi và nguyện từ sau này đó chúng ta sẽ phấn đấu làm người tốt mà không phạm vào những cái ác xấu kia nữa thì thưa quý vị gọi là sám hối. Cho nên Đức Thầy nói chữ tự hối nào ai có lạ là ăn năn cải sửa tâm lành. Phật chẳng qua dụng chữ tính thành chứ chẳng dụng hương đăng trà quả thưa quý dòng đạo Cho nên Đức Phật dạy cho chúng sanh hiểu rõ được cái tâm lý mà Đức Phật biết hết là quý đồng đạo à Đừng nói rằng đó chúng ta thấy ông Phật ổng ông không có hình tướng trong cái cõi thế gian này à Mà mình đến đó rồi mình chỉ là lại cho có lệ hay hoặc là mình đến đó Mình chỉ một hai câu sám hối cho nó có được cái 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 thủ tục vậy cái thực chất ra đó ông phật đâu có ở đây mà biết mình có làm gì đó lỡ lỡ đó mình 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 làm ít ít đó thì chắc phật cũng không thấy đâu phải không quý vị à, có đôi khi đó nhà nghèo quá bây giờ trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt này không biết phải làm sao tu tu vậy chứ gặp sắc cũng mê gặp số đề cũng mến gặp đậu chến cũng vô gặp lô tô cũng đậu gặp sùng nhậu cũng giàu gặp bài cào cũng sốc thưa quý đồng đạo cái đó là chưa bằng <laughs> mình đó là làm làm uh, gian lừa đó quý vị làm gian lừa tưởng đâu rằng Phật không biết mình cứ làm tới làm tới hoài <laughs> quý đồng đạo uh, không thấy mặt người thì chúng ta cố gắng người ta làm cho nên qua đây đó thưa quý vị Đức thầy nói chữ tự hối nào ai có lạ là ăn năn cải sửa tâm lành tự hối tức là chúng ta phải cố gắng giác ngộ rồi chúng ta cố gắng diệt trừ hết tất cả những gì mà Đức Phật dạy để chúng ta trở thành là con người thật quý đồng đạo à Không còn giả dối nữa Tu thật tâm thì được thảnh thơi Mà tu giả dối thì lao thì lý phải không quý đồng đạo Cho nên Đức Thầy nói là ta, ta ăn năn cải sửa tâm lành Phật chẳng qua dụng chữ tính thành chứ chẳng dụng hương đăng trả quả Tức là Đức Thầy dụng lòng quý vị à À Phật trời đâu dụng phép linh chỉ dùng, dùng đạo đức mặc tình ghét ưa cho nên do đây đó chúng ta mới thấy được đức thầy trở về với vô vi chánh đạo nhiệm màu đó thì thưa quý đồng đạo đức Phật chỉ độ cho những người làm an chân thật hiền lành đúng theo giáo lý của ngài trong cái bài chư Phật có đức bốn đại đức đó thì đức thầy đã chỉ rõ cho chúng ta biết rõ quý già dạ. người tín đồ nào hàng ngày dâng lời Phật dạy ráng lo học hỏi tìm kiếm đạo màu quý trọng chuyện lành thì Phật gần gũi hơn là đứa dạ nhiều lần mà chẳng chịu nghe theo và dạ, và dạ thường gần gũi à, ban phước huệ cho người người nào biết chăm lòng giữ theo giới lực cẩn thận từ lời nói việc làm đừng cho người ta nhạo bán phật hay chê bai ông thầy của mình còn kẻ tín đồ nào không dân lời dạy chẳng lo học hỏi à, thì đức phật chỉ lấy lòng từ bi mà nhận lấy sự trách cứ của kẻ khác chứ không bao giờ có thể ban phước huệ cho kẻ chẳng thành tính kia đặng thưa quý đồng đạo cho nên tất cả mọi người ở thế gian này người ta thường hay đã chạy theo cái hữu vi là nào là chè sôi nào là trái cây, nào là xác vật trâu heo để cúng tế trời Phật. Nhưng mà Đức Thầy đã cho biết rồi, đấng thần linh công bình trực giả, đâu ăn lo đổi quả làm mai mở tâm linh nghĩu đến đoạn này điều quả phước ấy cơ báo ứng. Hay là Đức Thầy còn cho biết nữa quý vị, ta chẳng nên à, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò, già, không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội cần những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm cho hết bệnh là tà thần nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta cho nên nó chúng ta chạy theo hữu di, chúng ta cầu đảo sát vật trâu heo rồi đem lễ vật cúng tế đó thì chẳng qua là chúng ta cúng cho những cái người mà tà thần không chánh tâm còn những vị chánh thần thì sanh di tướng phải không quý vị tử di thần đó, lo cho dân cho nước cho nên các ngài vì nước quên thân vì dân quên mình thì có xá gì một con dịch, gì có xá gì một nải chuối gì có xá một mấy viên chè hay hoặc một gói xôi mà có thể là cứu độ được cho, cho cái người đó đi một khi họ đã làm những cái nhân ác mà không chịu hoài đầu hướng thiện là tự hối để cải sửa trở về với cái tâm lành là tâm thánh thiện thưa quý đồng đạo cho nên đức đây đó thì qua cái đoạn giảng này đức thầy mong muốn rằng tất cả mọi người đó đừng có sám hối gian lừa, đừng có vào chùa thấy Phật lại dài rồi rui khỏi cửa thì ra tay cấu xé, đừng có đến cầu đảo ở Đức Phật, rồi cuối cùng thì ra ngoài à, sống ở đời thì cũng vẫn còn buông chen, tánh nào thì vẫn tật nấy nữa. cho nên ngài nói là chữ tự hối, nào ai có lạ là phải ăn năn cả sữa tâm lành, phải cố gắng trao sữa làm sao cho cái tâm mình trở thành thánh thiện, đó thì Đức Phật không bao giờ mà đức phật đó dụng hương đăng trà quả mà đức phật chỉ dụng là cái tấm lòng đạo đức của con người thì thưa quý đồng đạo tới đây các tường cũng xin được chia sẻ cái ý của mình qua mấy câu giảng mà chú hồng quang cũng đã nêu lên vì thấy uh, cái câu giảng này rất có ý nghĩa thưa quý đồng đạo và đây cũng chính là những cái căn bệnh mà chúng ta đang mắc phải trong cái kiếp đời chúng ta đang sống cho nên do đó mà các tường cũng hơi xin được kỹ lưỡng chút hay hoặc là chuyện nhiều với quý vị hả quý vị không khéo được quý vị nói sao mà nhiều chuyện làm mất thời gian cho nên nó muốn làm sao mà mình đem hết cái những gì mình học biết rồi tâm tình với tất cả chư quý đồng đạo đến cái chỗ mà tột độ của mọi sự việc thưa quý vị để chúng ta tìm cách chúng ta hiểu mà chúng ta hành nếu có học hỏi hiểu hành thì chúng ta mới đạt thành được cái kết quả mỹ mãn như ý của chúng ta muốn thưa quý đồng đạo Đến đây thì các thường cũng xin chân thành cảm ơn và đa tạ tấm lòng chiếu cố vì đạo pháp của tất cả chú quý đồng đạo và rất chân thành tri ân đối với tất cả những bậc thiền hữu trí thức, những đồng đạo góp ý cho câu con... sám giảng này, à, câu trao đổi này nó có những cái ý mỹ mãn hơn xin thành thật tri ân cùng quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà 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 -phật.